Cái cách mà chúng ta có thể quản lý được cái nhân sự của mình á, thì chúng ta chỉ quan tâm là bao nhiêu điều ạ? Chúng ta quan tâm những điều sau đây. Chúng ta quan tâm đó là thứ nhất là chúng ta giao cho ai, đúng không? Tôi sẽ dùng cái thủ thuật này cho giao cho cái người tôi biết. Cái quan trọng chúng ta quản lý được nhân viên là chúng ta phải biết được giao cho ai và ai là cái người hỗ trợ để theo dõi cái công việc đó, và quan trọng là nó có thực sự ưu tiên để hoàn thành nó trong cái tuần này hay không, trong cái ngày hôm nay hay không. Và cái thứ yếu nữa là nó có cái gì ạ? Có cái mức độ khẩn cấp như thế nào? Ví dụ chúng ta quy định màu đỏ là khẩn cấp, rất là khẩn cấp, màu xanh là nhàn hạ và màu vàng là sắp đến deadline rồi, chúng ta sẽ quy định được như đó. Và chúng ta biết được cái thời gian giao trong vòng bao lâu. Đó, và đây là một số cái bước tôi thực hiện để tôi quản lý, tăng cái sự chủ động của nhân viên lên tới 300%. Và khi mà gặp vấn đề, tôi biết được ai đang gặp vấn đề và tôi có thể hỗ trợ cho họ để giải quyết được vấn đề. Mục tiêu của mình không phải là chỉ trích nhân viên hay là làm cho nhân viên khó chịu, mà mục tiêu của mình là gì ạ? Là làm thế nào để có thể hỗ trợ được nhân viên của mình, cái người cộng sự của mình, trong team của mình hoàn thành được công việc được đề ra. Đó. Và tôi chỉ làm một động tác như sau, đó là ví dụ như tôi muốn có một kế hoạch, tôi thêm mới một kế hoạch, ví dụ tên kế hoạch là thuyết trình cho khách hàng công ty may gì đó. Rồi, ở đây là những cái mô tả chi tiết mà bạn có thể bắt đầu mô tả nó. Và ví dụ như bạn ngày hôm nay bạn bắt đầu giao, và cái việc thuyết trình này bạn cần 3 ngày để hoàn thành, ví dụ mùng 4, mùng 6 là hoàn thành. Và bạn giao cho cái phòng nào là làm cái việc này, đó, bạn giao cho cái phòng nào, ví dụ làm cái việc mà đó, bạn giao cho cái phòng mà chăm sóc khách hàng đi, đó, ví dụ vậy. Thì bạn lưu. Đó. Thì đây là một kế hoạch nằm trong phòng này. Khi mà bạn tạo kế hoạch này ra rồi, ví dụ vậy, thì mình bắt đầu vào mình sửa. Ví dụ mình sửa là mình giao cái người này cho một cái nhân viên nào đó. Ví dụ nhân viên đó, giao cho một cái nhân viên tên là Luân đi. Đó, đó, ví dụ vậy. À. Và tôi biết đích danh cái người này giao, đó, Luân giao, đúng không? Và tôi biết là ai là cái người đang hỗ trợ. Ví dụ tôi ai là cái người đang hỗ trợ cái việc này. À, và tôi cái ngày mà chúng ta giao, cái ngày chúng ta giao, ví dụ vậy, cái ngày mà chúng ta muốn giao là từ mùng 4 đến mùng 6, đúng không? Ví dụ vậy nha. Thì chúng ta sẽ biết được quản lý được cái task này, nó thực sự nó là biết được là thời gian cái ngày kết thúc, ai thực hiện, ai là cái người bổ trợ để theo dõi cái công việc đó, làm cho cái nhân viên này, cái người mà mình giao họ hoàn thành nhiệm vụ. Thì tôi sẽ biết được chính xác được là như thế này thì không có tình trạng đun đẩy nhau được nữa. Bởi vì thế nào? Tôi biết được cái ngày giờ mà họ hoàn thành. Tôi biết được ai thực hiện. Tôi biết được ai là cái người bổ trợ phối hợp để thực hiện vấn đề này. Và ví dụ chúng ta mà muốn cái việc này thành ưu tiên. Đó, thì ưu tiên. Thì chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ biết được là cái... Hoàn toàn là chúng ta biết được là cái việc này chúng ta đã ưu tiên. Và thực sự quan trọng nhất để thực hiện cái việc này trong cái lần này. Đó, và chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta biết được, và nếu như chúng ta muốn chỉnh sửa cái kế hoạch này, chúng ta có thể chỉnh sửa được. Chúng ta có thể gì ạ? À, đó, chúng ta có thể bấm vào, chúng ta chỉnh sửa. Chúng ta có thể bấm vào để chúng ta chỉnh sửa được không ạ? Đó, chỉnh sửa cái nội dung kế hoạch giao cho nó phù hợp. Và chúng ta có thể thêm một công việc con. Ví dụ, trong cái tác việc lớn này, tôi giao cho nhân viên là thuyết trình công ty may, thì cái công việc con, ví dụ như là chuẩn bị file. Chuẩn bị file thuyết trình. Đó, ví dụ vậy. Chuẩn bị file thuyết trình. Đó, chuẩn bị file thuyết trình được không? Sau khi mà chúng ta thấy chuẩn bị file thuyết trình này ok rồi, chúng ta sẽ trong cái chuẩn bị file này thì mình muốn chi tiết hơn, thì ví dụ như là mua cái hình ảnh icon cho nó đẹp cái bài thuyết trình, ví dụ vậy. Đây là một cái mục con, ví dụ vậy. Hoặc là anh chị là
làm hiệu ứng cho file thành video, ví dụ vậy. Thì thế bạn thấy không, đây là hai cái việc nhỏ trong việc lớn. Ví dụ như khi khi cái người nhân viên của mình giao á, mà mình họ hoàn thành một việc, ví dụ việc này, thì các bạn thấy là họ nó báo là hoàn thành 50%. Khi họ hoàn thành xong cái mục nhỏ này tiếp, nó báo là 100%. Vậy thì toàn bộ cái chuẩn bị file thuyết trình này có thể là hoàn thành 100%. Tiếp tục, nếu như bạn muốn có một cái việc con nữa trong việc lớn, thì chúng ta sẽ tiếp tục tạo việc con thế này và tạo mục nhỏ trong việc con. Và có như vậy thì bạn, khi mà tôi quản lý được nhân viên như vậy, thì tôi không bao giờ, tôi sẽ biết được là nhân viên hoàn thành cái mục con gì, và trong cái mục con nó có mục nhỏ như thế nào, tôi biết hết. Và cái ngày giờ họ hoàn thành, và cái nhân viên đó là người chính xác phải chịu trách nhiệm cho người thực hiện ấy, là người chịu trách nhiệm cho cái vấn đề này. Còn lại là những người theo dõi bổ trợ. Ví dụ trong quá trình mà làm việc, họ gì ạ, họ muốn, họ bị bế tắc, họ sẽ hỏi cho em hỏi chỗ này đó. Thì bạn thấy không, thì cái chính là khi mà lúc mà họ làm việc, á, thì họ sẽ có những cái gì ạ, thắc mắc, hay là có những cái không rõ, thì họ sẽ phải tương tác với cái người mà nằm trong cái vấn đề theo dõi này, hoặc là người quản lý trực tiếp của họ. Họ sẽ hỏi chỗ này, và nếu như họ họ muốn tải một cái file dữ liệu lên, ví dụ họ muốn tải cái file lên, thì nhiệm vụ của bạn là gì ạ, tải cái file đó lên, và file đó là file PowerPoint, Excel hoặc là gì ạ, Word. Thì cái người mà hỗ trợ họ có thể coi được và có thể hỗ trợ cái người làm việc cho nó tốt, hoặc là họ có thể tải hình ảnh lên và tải nhiều hình lên, thì có thể họ chụp màn hình hay là bất kỳ cái file hình ảnh nào tải lên. Ví dụ tôi tải lên cái file hình ảnh lên đó, thì nó sẽ đưa cái file hình ảnh này lên đó, đưa cái file hình ảnh này lên, và họ sẽ nó sẽ họ chúng ta sẽ tương tác trực tiếp trong cái tác việc này luôn. Tức là chúng ta sẽ trực tiếp ở trong cái tác việc này, chúng ta có thể chat được, cái này gọi là tính năng chat trong tác việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách mà chúng ta không phải đi ra ngoài để chat riêng lẻ. Khi mà chúng ta click vào cái gì ạ, cái tác việc này, thì bạn thấy đó là tôi giải quyết được vấn đề đó, là tôi có thể nhóm được cái tất cả những người mà liên quan trong cái việc này để hoàn thành cái tác việc này, thì nó sẽ hoàn thành ở trong này. Còn lại nếu như bình thường trước đây chúng ta phải xử lý chat qua Zalo hay Messenger đúng không, thì có một cái điều đó là nếu như 1.000 công việc chúng ta lục lại trong đó rất khó, nhưng mà với cái này nó có cái hay, đó là chúng ta có thể tương tác chat với cái người đang thực hiện để hỗ trợ cho họ hoàn thành mà ở trong cái file này mà thôi. Đó là, và khi chúng ta tắt nó đi, chúng ta tắt nó đi và chúng ta mở lại đi, thì tất cả những cái gì lịch sử chat của chúng ta nó vẫn lưu ở đây, và chúng ta có thể hỗ trợ cho cái người thực hiện này hoàn thành công việc, và cái người thực hiện này cũng có thể là tương tác bất kỳ ai để làm cho cái việc này được hoàn thành. Và có như vậy tôi biết được, và chính vì như vậy mà cái sự chủ động của nhân viên tăng lên 300%, làm giảm cái sự tắc nghẽn trong công việc. Và quan trọng là trong lúc người ta thực hiện á, thì người ta có thể tương tác với cái người hỗ trợ để giải quyết vấn đề cho họ. Mục tiêu là giải quyết vấn đề, chứ không phải mục tiêu là chỉ trích cái làm sai và chỉ trích nhân viên. Đó là lý do tại sao cái tôi dùng cái thủ thuật này, tôi dùng cái công cụ này mà làm cho cái năng suất giao việc của tôi trở nên rất tuyệt vời, và sẽ không có cảnh đùn đẩy nữa, sẽ không có cần phải la làng lên nữa, bởi tôi biết được người đó làm đã làm việc nào rồi, chưa làm ở biểu thị ở dưới này, và bao nhiêu phần trăm việc được hoàn thành rồi, và đến ngày nào là hoàn thành, và đến ngày nào là không chưa hoàn thành. Và tôi có thể gì ạ, đẩy cái nhãn màu lên hoặc công việc ưu tiên. Đây là một cái thủ thuật nhỏ thôi, nhưng mà giúp cho tôi tránh được sự đùn đẩy của nhân viên và tăng năng suất lên 300%, và nhân viên hoàn toàn tự giác, bởi vì chúng ta có thể biết được tiến độ nhân viên làm việc nhân viên, và chúng ta có thể biết được tình trạng như thế nào, và họ có thể tương tác với mình. Đó là điều mà tôi muốn nói với bạn, với thủ thuật nhỏ này thôi giúp cho chúng ta vượt xa đối thủ của mình đấy. Hãy ứng dụng công cụ này vào trong công việc kinh doanh của mình nhé.